Chào anh em nhé. Đây là mình mới về được ít cưa. Cưa nói chung là toàn những hàng mà khủng khiếp, khủng bố, khủng long. Actin, Genot, nên là cái gì Tanaka gì này. Actin này. Đó là một số mấy cưa nhỏ với hai con này xác để lấy phụ tùng. Con hút vần này hơi bị chất nhá, K760 ra thử không có hơi không? Con này cắt thì to phơi có phơi cắt gạch hút vần này đấy. Từ đá từ đầu đây và xếp ba con này đấy nha. Thì lô này thì báo giá sỉ cho anh em nhé, anh em kết thì hỏi mình nha. Đấy, mình có 3 con này. 3 con. Thương hiệu Husqvarna này, K760 rất là lớn ha. Tanaka này. Toàn con lớn này thấp nhất là con này có 55cc rồi ha. Genot Komatsu. Con này bữa mình có con mình bán này, xài rất là ngon, bền. Đấy. 3 con ha. Phân 041 ra này. Đây thì mình lại có cặp máy này nữa này. Cặp này là cặp Steel. Mình thấy nó cổ lâu rồi. Mình chơi Steel 08 Đức rồi mọi người nha. Con này thì nó rơi vào trầm chắc trầm con này. Lồng khá to mọi người. Con này nòng nó rơi chắc tầm khoảng 60 ly vậy đó, hoặc có thể nhỏ hơn. Con này thì nó thật ra nó làm giống như tay cụt chứ thầy, tướng tá như tay cụt chứ 08 to. Con này cắt xẻ thì không phải suy nghĩ rồi, hơi còn đâu em, bây giờ buji xong mới đi nhạy, bây giờ buji dài như cả mới nổ. Làm tí xăng coi mồi thử nổ em, làm tí chơi coi. Ồ, là cái bộ e nó vặn đấy, nó đấy không? Ra được không? Ồ, nó nặng kìa. Nó vặn ra này. Hai con này là đều 08 nha. Mình chưa bán bao giờ cả. Thôi khỏi đi em. Con đấy tuyệt. Rồi, chụp cái gì? Có cái gà rồi. Mình chưa bán cái dòng này bao giờ cả. Mình thấy đi bãi mình thấy có hay quá. Ấy chà, nổ luôn kìa. Tắt cầu đi sẵn hết ra đấy. Như nó nổ được đấy, xăng ở dưới đó ngon ta. Còn xăng nào, cho thêm tí nữa đi, cho nó nổ xem nó nổ được. Thế thêm tí xăng được không? Này o này, o là đóng e này. Đây đây. Ra đây. Ra hết nghe. Hình như nổ xong á. Rồi, ra đây. Đó, nổ rồi. Ra coi. Ra đi.
ngon thật. Đắt. Con này thì mình thấy nó dàn đồng xấu xí, ta làm thì ngon anh em, làm dài luôn. Anh em là thích tọc thì có thể mua con này làm xác này. Mình lấy lam lại thôi, tại vì chủ yếu máy này mình mua về làm xác cho con này đó, nên anh em thấy con đẹp này, con này xấu này ha. Con này chủ yếu là mình đó, mà nó nổ luôn này anh em, ngon ghê ấy. Nổ tiếng chất. Rồi, ngon ghê. Bên nhớt ở đây, ông làm sử dụng nhớt luôn. À, cây kim chỉnh nó làm trong này. Xăng gió. Quá chất anh nhỉ, 08. Này cắt xẻ thì quá ngon. Lần này thì cái xác này thì nó tầm vài trăm ngàn ha. Bỏ lam xích ra còn có vài trăm ngàn thôi. À, còn cái con này anh em kết thì gọi mình ha. À, giá cũng bèo nhèo thôi, nếu mà nổ luôn thì gọi cho mình. À, giá cũng mềm mềm cho anh em làm, tại vì nó nổ ngon rồi. Rồi 041 anh em. Đó, 041 này. Con này VIP rồi thì có người dặn rồi này. Rồi, cho mấy con kia này. Ô, 041 với sái cái lam con này trời. Dễ mặt dữ trời. Đây mấy con 041 cái này. Đó, ba con này. Đó, ba con. Đó. À, 1.8 triệu một cây. Anh em về tự dọn nổ nha. 1.8 triệu một cây. Đó, anh em làm ba hết ba con. Con này thì có anh kia anh dặn rồi ha. Đây thì mấy cái con đầy mới này. Cái mới này thì đỉnh rồi, mới tinh. Silway. Đó. Đầy mới hết. 34101 này. 3201 này, một cặp này ha. Nó đầy mới. Đó. Giá thì nó chưa dọn thì dao động 1.000.000 thôi ha. Anh em cụ thể lên cái hệ mình. Con này chưa dọn thì giá nó rơi vào con này 1.000.000 anh em, chưa dọn một nổ 1.000.000 ha. Còn hai con này mình làm, ba con này mình làm xác ha, xác mình không báo giá ha, lấy là phụ tùng. Con này thì 1.2 triệu anh em, màu xăng thử em này, con này cắt ngon lắm anh em, 35cc lận ECS ra ban ha, màu xăng cho nổ thử coi. Ui da, xăng mới tinh, rồi giặt ra. Mua qua số điện thoại mình. Rồi ngon. Rồi số điện thoại mình là 0974644973 nhé. Rồi cảm ơn anh em theo dõi video. Anh em mua thì cứ gọi trực tiếp, lúc này mình bán sỉ cho anh em ha. Làm được hết lô thì mình sẽ bao ship cho anh em luôn. Còn anh em thích mua 2-3 con thì gọi cho mình ha. Rồi cảm ơn anh em.